Hiệp ước tự do thương mại với Liên Âu tạo áp lực lớn cho nông nghiệp và công nghiệp của Việt Nam. Việt Nam và Liên minh châu Âu đang tiến gần đến việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, được gọi tắt là EVFTA. Hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cũng như thách thức cho nhiều lĩnh vực kinh doanh quan trọng của Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong quá trình đàm phán Hiệp định EVFTA, lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản là những ngành nhạy cảm đối với cả Việt Nam và Liên Âu. Cả hai bên đều tiến hành áp dụng các mức độ cao nhất về bảo hộ và một loạt các công cụ nhằm hỗ trợ trực tiếp hoặc trợ cấp thu nhập cho những ngành này trước áp lực cạnh tranh mạnh mẽ khi mở cửa thị trường. Hơn nữa, Việt Nam còn có nhu cầu nhập khẩu lớn về nguyên vật liệu cho ngành nông nghiệp chế biến. Điển hình trong năm 2013, có khoảng 70% thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu. Mặt khác, Việt Nam có mức xuất khẩu cao ở một số ngành bao gồm hạt điều, thủy sản, nhưng lại không đẩy mạnh được xuất khẩu trong ngành công nghiệp sữa và sản phẩm từ sữa. Ngoài ra, Việt Nam còn phải cải thiện rất nhiều để đạt được các tiêu chuẩn về vệ sinh, kiểm dịch, đóng gói, bao bì, về khả năng truy soát nguồn gốc và thủ tục hải quan nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn do Liên Âu áp đặt thường là những tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới và khó đạt được nhất, cũng như có chi phí cao nhất, là thách thức lớn đối với Việt Nam. Trong lĩnh vực công nghiệp, EVFTA có thể giảm thuế và mang lại cho Việt Nam mức độ ưu đãi cao hơn so với những nhà nhập khẩu khác vào Liên Âu, khiến các sản phẩm như mài dệt, da dày, phụ tùng xe hơi, công nghệ cao, hàng thủ công và sản phẩm gỗ qua xử lý của Việt Nam được hưởng lợi một cách đáng kể. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các nước như Ấn Độ, Nam Dương, Thái Lan và ngay cả Miến Điện. Thêm vào đó, các mức độ yêu cầu chất lượng cao của người tiêu dùng Liên Âu cũng như quy tắc xuất xứ và những quy định của Liên Âu về chứng nhận và hạn chế hóa chất là những rào cản đáng kể đối với Việt Nam.